Hello cả nhà, có anh chị nào đang tìm căn hộ 2 phòng ngủ ở ngay trung tâm Sydney để cho con đi học trường Đại học Sydney, Đại học New South Wales hay Đại học UTS không? Thì theo chân anh nè để vào tham quan một căn hộ vừa mới được hoàn thành, mới toanh. Xin mời cả nhà cùng theo chân anh nè nhé. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm và 1 chỗ đậu xe được chủ đầu tư và phát triển dự án Meriton xây dựng vừa mới được hoàn thành. Căn hộ này cách trạm xe lửa Green Square 10 phút đi bộ, cách trường Đại học Sydney 14 phút đi xe đạp. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà có nhu cầu đến Úc mua nhà, xin liên hệ Việt Úc Home số điện thoại 0914770675 gặp Anna Nguyễn. Xin cảm ơn.